Và vọng xin được kính chào tất cả các bác. Khi nhắc tới những chiếc đồng hồ côn cổ của người Pháp thì cái điều đầu tiên mà các bác nhắc tới đó là những chiếc đồng hồ Odo bình bong, phải không các bác? Thì đối với những chiếc đồng hồ Odo bình bong, các bác có biết đời máy nào là cái đời máy được các bác ưa chuộng và có thể nói là bác nào cũng thích nhớ nhất không ạ? Tất nhiên rồi, đó là đời máy 360. Và Văn Vọng đang sở hữu một chiếc Odo 360 thùng lô mực các bác nhé. Một cái mẫu thùng nổi tiếng, đẳng cấp và đẹp nhất của những chiếc Odo 360 các bác ạ. Đây là một chiếc 36 được Văn Vọng sưu tầm nguyên bản toàn bộ. Hiện tại thì chiếc đồng hồ này đang được Văn Vọng trưng bày tại cơ sở Hà Nội. Với một cái phần ngoại hình đẹp này, tiếng chuông của 360 thì không thể chê được rồi đúng không các bác? Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Em đang quay rất là chậm cái thiết kế ngoại hình bên ngoài của chiếc đồng hồ lô mực để các bác được nhìn kỹ đây. Thùng vân nu đối xứng, những cái bông quả được thiết kế chạm trổ rất là sinh động và sắc nét đối xứng hai bên cánh thùng đây các bác nhé. Đây, cái phần chùm quả các bác có thể nhìn đây, chạm trổ một cách quá là tinh xảo luôn các bác ạ. Vì đây là những chiếc đồng hồ có thể nói là sản xuất số lượng rất là giới hạn các bác nhé. Sở hữu đó là gì ạ? Một cái phần mặt số bác giác nằm, số nổi mạng chrome, tay cầm bằng kim loại, kính dưới là một cái phần kính mài viền tạo hình tráng gương và là một cái phần kính rất là đắt giá đấy các bác nhé. Tổng thể về bên ngoài thì nhận xét đây là một chiếc 360 có nét đẹp bên ngoài đẹp trên 95%. Vì cái giá trị sưu tầm nó rất là cao nên thế nên đòi hỏi cái độ nguyên bản, đó là nguyên bản mọi chi tiết các bác nhé. Và đây là một chiếc vang vọng cũng sưu tầm nguyên bản mọi chi tiết luôn. Một cái phần mặt số đầy đủ các thông số các bác nhé. Niềng chrome này, nắp mạ chrome các bác nhé. Những con ốc chống tường đầy đủ này. Và không thể bỏ qua đó là gì ạ? Một cái phần bộ gông tạo nên một phần thương hiệu cho thương hiệu Odo, đó là bộ gông M các bác nhé. 10 thanh công thép. Cùng với đó là cái bộ máy vách đồng dày dặn, đẹp nguyên bản. Bộ máy 36 ba vách bền, không còn điểm gì để chê các bác nhé. Giấy tờ đây các bác này, chiếc này em không nhầm thì được người chủ người ta sở hữu vào năm 1937. Đây là cái phần giấy tờ đằng trước, người ta đã ép đúng không ạ? Ép cái giấy để bảo vệ bên trong nhá. Và đây, đây là những cái đầu dây khóa chuông này. Không nói nhiều nữa, quan trọng nhất vẫn là cái phần tiếng chuông đúng không các bác. Chủ yếu này em cho các bác nghe cái tiếng chuông thôi. Bây giờ em mời các bác cùng em nghe qua cái tiếng chuông bản nhạc Guy Cardinal, một cái bản nhạc nổi tiếng huyền thoại của thương hiệu Odo, cùng với cái tiếng chuông điểm giờ. Bính bong, bính bong. Vừa rồi là em cũng đã thử qua một chút cái bản nhạc Westminster này các bác nhá. Đấy là cái tiếng chuông bính bong. Phải nói với các bác là gần như là không có cái điểm chê nào về phần âm thanh đúng không các bác? 360 mà các bác. Cũng chỉ gọi là giới thiệu qua cho các bác biết đấy là thiết kế của một chiếc 360 lô mực nó như thế nào. Hoặc là cái tiếng chuông của một chiếc Odo 360 nguyên bản nó sẽ như thế nào. Đôi khi một số bác còn chưa được nghe hoặc là chưa được biết đến cái thiết kế thùng lô mực này, hoặc là có thể là chưa được nghe cái chất âm của một bộ gông nguyên bản đi theo một cái bộ máy nguyên bản như thế đấy. Vì ở hiện tại trên thị trường những cái bộ máy, những chiếc 36 hàng nâng độ chế rất là nhiều, bộ gông được thiết kế tại Việt Nam, thế nên nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái phần âm thanh khi các bác nghe thực tế. Và đấy là một cái phần chia sẻ mà Văn Vọng muốn gửi tới các bác, đó là về cái thiết kế ngoại hình này cũng như cái tiếng chuông của một chiếc đồng hồ nguyên bản.
Cảm ơn các bác đã theo dõi video chia sẻ của đồng hồ Vang Vọng.